Xin chào tất cả các bạn. Bên cạnh những quyền lợi mà người sử dụng ở giấy phép lao động ở Úc có được, thì người sử dụng giấy phép lao động ở Úc cũng phải đi kèm với một số những nghĩa vụ phải tuân thủ sau đây. Và những nghĩa vụ đó bao gồm: thứ nhất, tuân thủ các quy định của luật lao động. Người sử dụng giấy phép lao động ở Úc phải tuân thủ các quy định của luật lao động, bao gồm tất cả thời gian làm việc tối đa, những quy định về ngày nghỉ hàng tuần và lương tối thiểu, cùng với đó là các quyền lợi khác liên quan đến lao động. Thứ hai, người sử dụng giấy phép lao động phải tuân thủ các quy định của luật bảo hiểm xã hội. Người sử dụng giấy phép lao động ở Úc cũng phải tuân thủ các quy định của luật bảo hiểm xã hội, bao gồm cả việc bảo vệ quyền lợi của họ trong trường hợp người sử dụng giấy phép lao động bị bệnh hoặc là tử vong. Và mình sẽ cung cấp cho các bạn về quy trình xét duyệt giấy phép lao động ở Úc thì bao gồm các bước như sau. Bước thứ nhất đó chính là đề nghị giấy phép lao động. Các công ty hoặc doanh nghiệp của bạn sẽ phải đề nghị giấy phép lao động cho bạn. Thứ hai đó là xét duyệt đề nghị. Các cơ quan quản lý lao động thì sẽ xem xét đề nghị của bạn và xác nhận rằng các bạn có đáp ứng được các yêu cầu để được cấp giấy phép lao động hay không. Thứ ba, đó chính là cấp giấy phép. Và sau khi đề nghị của bạn đã được xét duyệt thì các bạn sẽ được cấp giấy phép lao động các bạn nhé. Vậy là trong video hôm nay, mình đã chia sẻ với các bạn hai thông tin, đó là về nghĩa vụ mà người sử dụng giấy phép lao động phải tuân thủ, cùng với đó là quy trình để các bạn xét duyệt giấy phép lao động. Và các bạn nếu như muốn biết thêm các thông tin về thị trường xuất khẩu lao động cũng như là các loại visa để đi xuất khẩu lao động tại các nước thì các bạn hãy đón xem các video của mình nhé. Và xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.